Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 16 tháng 8 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý khán thính giả thân yêu luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị bài bình luận với tựa đề sau đây. Mỹ từ chối cấp thị thực cho đại biểu Nga tham dự sự kiện APEC. Quả báo nhãn tiền, 222 dân biểu đảng Cộng hòa đứng lên tấn công ông Joe Biden, đòi lại công lý cho bà con Maui và người dân Mỹ. Cử tri Cộng hòa sẽ cuộc hứng nếu cuộc bầu cử năm 2024 không có Tổng thống Trump. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Đại sứ Antonov bày tỏ quan ngại sâu sắc về hội nghị thượng đỉnh APEC sắp diễn ra tại San Francisco vào tháng 11 sắp tới và kêu gọi Mỹ thực hiện nghĩa vụ nước chủ tịch luân phiên. Ngày 15 tháng 8, Đại sứ Nga tại Washington Antonov cho biết, Mỹ đã từ chối cấp thị thực và cản trở Moscow tiếp cận các sự kiện APEC bằng hình thức trực tuyến. Những vụ việc như vậy đã xảy ra trong một loạt hội nghị quan chức cấp cao trong khuôn khổ sự kiện của APEC ở Seattle hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Antonov cho biết, một loạt đại diện của một số bộ ngành và cơ quan chính phủ của Nga không được cấp thị thực nhập cảnh. Ngoài ra, còn có nhiều trường hợp đại diện của Nga không có cơ hội kết nối với các cuộc họp quan trọng thông qua liên kết video. Đại sứ Antonov bày tỏ quan ngại sâu sắc về hội nghị thượng đỉnh APEC sắp diễn ra tại San Francisco vào tháng 11 sắp tới và kêu gọi Mỹ thực hiện nghĩa vụ nước chủ tịch luân phiên cấp đúng hạn tất cả các thị thực được yêu cầu cho phái đoàn của Nga. Quả báo nhãn tiền 222 dân biểu đảng Cộng hòa đứng lên tấn công ông Joe Biden, đòi lại công lý cho bà con Ma Uy và người dân Mỹ. Thưa quý vị, ông Joe Biden đang hoảng loạn trước làn sóng chỉ trích vì phản ứng đáng hổ thẹn, được gọi là thời điểm Katrina, sau khi tỏ ra không quan tâm đến số người chết gia tăng ở Hawaii nói rằng không bình luận khi được hỏi về thảm họa hiện tại sau khi ngã lưng tại một bãi biển ở Delaware vào tối chủ nhật, Biden được cho là đã nói rằng ông không có bình luận gì khi được hỏi về số người chết ngày càng tăng do các đám cháy tàn khốc ở Hawaii đã tàn phá Maui kể từ thứ ba sau vài giờ trên bãi biển Rehoboth, Potus được hỏi về số người chết đang gia tăng ở Hawaii miễn bình luận ông ấy nói trước khi về nhà Phóng viên tòa bạch ốc của Bloomberg Justin Singh đã tweet cùng với bức ảnh chụp Biden trên bãi biển được bao quanh bởi một số người bên ghế bãi biển. Đáp lại, nhiều người đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự phẫn nộ trước phản ứng vô cảm kinh khủng của Joe Biden. Dân biểu Wesley Hunt đã hỏi rằng, Hawaii là một phần của Hoa Kỳ có phải không? Làm sao mà Tổng thống Hoa Kỳ lại không có bình luận gì về thảm kịch đang diễn ra ở đó? Ông nói thêm rằng, Chúng ta là một quốc gia đang suy tàn, được lãnh đạo bởi một tổng tư lệnh lâu đài cát. Người dành nhiều thời gian cho việc bôi kèm chống nắng hơn là dành thời gian cho cuộc đấu tranh mà hàng triệu người Mỹ đang phải đối mặt. Dân biểu Bob Good tiếp lời viết, Trong khi người Mỹ ở Hawaii đang nhớ người thân và mất nhà cửa, thì Joe lại đi nghỉ trên bãi biển. Đây có phải là lòng chất ẩn nổi tiếng mà giới truyền thông đã nói với chúng ta hay là không? Không bình luận về Hawaii. Dân biểu Myra Flores viết: "Chu Biden không buồn bình luận về thảm kịch khủng hoảng ở Hawaii, quá bận đi nghỉ ở bãi biển. Sự thật bi thảm là ông ấy không phải là người điều hành đất nước, ông ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi xứng đáng tốt hơn rất nhiều." Bà Taylor Green phát thông điệp mạnh mẽ: Chú Biden đã gửi thêm hàng tỷ đô la cho Ukraine và không có bình luận cho Maui." Nếu bạn đang ở Maui và cần trợ giúp, hãy liên hệ cho chúng tôi. Tài khoản GOP House Judico đã tweet, Biden trên bãi biển không quan tâm tới những người Mỹ thực thụ. Hàng tỷ đô la bất tận cho Ukraine, nhưng thậm chí không có một bình luận nào cho Maui. Donald Trump Jr. viết cùng với thẻ bắt đầu bằng America Last, Thay vì giải quyết cuộc khủng hoảng ở Hawaii, Joe Biden lại đi nghỉ dưỡng. Tài khoản Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ CPAC đã trích. Thưa quý vị, ở Maui, không dừng lại ở con số 93 người Mỹ đã chết vì vụ cháy thảm khốc lịch sử 100 năm này, vẫn đang còn hơn 1.000 người đang mất tích. Một trong những nơi đẹp đẽ nhất trên trái đất đã bị biến thành tro bụi. Carrie Lay cho biết, tại Delaware, Biden không cần quan tâm. Đặt nước Mỹ lên trên hết có nghĩa là tống của kẻ pha trò này ra khỏi tòa bạch ốc. Biden đạp xe đến bãi biển trong khi người dân Lahaina, Hawaii đào bới đống trò tàn của cộng đồng tan nát của họ. Và Nero lay quay trong khi Romney bị đốt cháy. Họ đối xử với chúng tôi như nông nô. Vào năm 2024, Quy The People đã nhắc nhở họ rằng ai thực sự chịu trách nhiệm. Quỹ di sản phát hiện ra rằng khoản viện trợ 113 tỷ đô la hiện tại của Hoa Kỳ dành cho Ukraine tiêu tốn 900 đô la cho mỗi hộ gia đình. Trong khi đó, Biden không có bình luận nào dành cho người Mỹ ở Maui, nhưng biểu Corey Mills viết. Ông nói thêm, tôi cá là nếu Hunter Biden kinh doanh ở Hawaii thì họ sẽ nhận được sự hỗ trợ và tài trợ rất cần thiết. Chú Biden không thể bận tâm đến việc phá vỡ kỳ nghỉ của mình và bình luận về thảm họa Hawaii. Không có bình luận, thật tồi tệ. Người giữ chương trình phát thanh Clay Travis viết. Phản ứng đáng hổ thẹn của Tổng thống Biden một câu không bình luận và sau đó là một nụ cười nhếch mép khi được hỏi về thảm họa khủng khiếp tại Maui. Thật kinh khủng, nhân vật truyền thông Pierre Morgan cho biết. Biden không đưa ra AF về những người dân Maui đang đau khổ hoặc những người đau khổ ở đông Palestine, Ohio, hay những người dân đau khổ ở các thị trấn biên giới hay là những người đau khổ ở bất cứ đâu trên nước Mỹ này. Monica Crowley cựu trợ lý thư ký của tổng thống trump về các vấn đề công cộng tại bộ tài chính hoa kỳ cho biết đây có phải là khoảnh khắc katrina của chu biden không đây là thời điểm mà chu biden không thể bận tâm bình luận về số người chết cao và ngày càng tăng một cách đáng kinh ngạc do các vụ cháy maui các báo cáo đang gia tăng rằng người dân không được cảnh báo về mối nguy hiểm sắp xảy ra, rằng không có đủ đội ứng phó khẩn cấp tại chỗ và sự tàn phá đã cho thấy sự thất bại của lãnh đạo nhà nước và quốc gia. Số người chết hiện tại là 96, mặc dù việc thiếu thông tin chất lượng đã khiến cho một số người ước tính con số này có thể lên tới 1.000 người. Khi tất cả những người đã chết được tin đến, ông viết và nói thêm. Rất mong những ước tính đó sẽ được chứng minh là sai sự thật. Các vụ cháy rừng ở Maui là vụ cháy rừng nguy hiểm nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước. Thưa quý vị, đám cháy bắt đầu vào thứ Ba giữa những cơn gió dữ dội do bão Dora đi qua gần bang Aloha. Hầu hết thành phố đã bị thiêu rụi, để lại sự tàn phá mà một số cư dân mô tả là ngày tận thế. Thiệt hại ước tính hơn 5 tỷ đô la. Cử tri Cộng hòa sẽ cuộc hướng nếu cuộc bầu cử năm 2024 không có Tổng thống Trump. Thưa quý vị, hôm thứ Hai ngày 14 tháng 8, tờ The Hill cho hay, các chiến lược gia thuộc đảng Cộng hòa đang cảm thấy rất lo lắng rằng nếu cựu Tổng thống Donald Trump không được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống vào năm 2024, hoặc nếu tên ông không được ghi lên lá phiếu vì những rắc rối gia tăng với pháp luật, thì điều này sẽ báo hiệu một thảm họa đối với số lượng cử tri Cộng hòa đi bầu cho ứng cử viên của đảng vào năm 2024. Suy nghĩ bình thường cho thấy có mối lo ngại rằng nếu Tổng thống Trump không phải là người được chọn làm ứng cử viên cho đảng Cộng Hòa, thì liên minh những người ủng hộ ông sẽ cuốn cờ về nhà và không đi bầu nữa. Đó là lời của Matt Doyle, một chiến lược gia ở Ohio, nơi cử tri đang cố trước ngôi thượng nghị sĩ Sherrod Brown, một ứng cử viên đảng Dân Chủ có thể bị đánh bại. Ryan Darling, một chiến lược gia Cộng hòa và cựu phụ tá tại Thượng viện Mỹ nói rằng, sẽ có thiệt hại chính trị đáng kể cho Đảng Cộng hòa nếu các công tố viên liên bang và tiểu bang chẳng không cho Tổng thống Trump được đề cử làm ứng cử viên. Nếu bằng cách nào đó mà ông ấy không trở thành người được đề cử làm ứng cử viên tổng thống, thì điều này sẽ gây thiệt hại cho số cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu. Tổng thống Trump đã gây dựng được một liên minh độc đáo ông đem lại rất nhiều thành phần cử tri không truyền thống về cho đảng cộng hòa cho nên nếu quý vị để mất tất cả những cử tri của ông và biến họ thành những cử tri đứng bên lề thì họ sẽ không ra mặt đi bầu một chiến lược gia khác tại thượng viện mỹ thì cho rằng nếu đảng cộng hòa không có một ứng cử viên có tầm cỡ như ông trump thì cử tri các vùng nông thôn sẽ không đi bầu nhiều như trước đây nữa chuyên gia này cũng nhìn nhận rằng trong khi ứng cử viên donald trump được giới trung lưu đi làm và đóng thuế cùng với giới nông dân ở vùng thôn quê ưa chuộng thì con số này lại bị nhấn chìm vì sự thể ông trump không thu hút được cảm tình của giới phụ nữ và sinh viên đại học cũng như của các cử tri thuộc vùng ngoại thành Cựu Tổng thống Donald Trump đang phải đối phó với ba vụ án hình sự tại thành phố New York, Miami và Washington DC. giữa lúc biện lý khu vực Fannie Willis của quận Fulton ở Georgia, chuẩn bị dán thêm mười mấy cáo buộc nữa lên ông Trump liên quan tới nỗ lực của ông lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 tại Georgia cuối cùng thay cho một lời kết emily và cộng sự rất mong quý ông bà cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh btv e post time kính chúc cho quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an